Chào các bạn, video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một món ăn vặt ngon, hấp dẫn và dễ làm nhé. Đó là sụn gà chiên giòn lắc bột phô mai ạ. Nguyên liệu để làm món này thì có sụn gà, bột chiên giòn loại không mặn, bột phô mai, một quả trứng gà, hành khô, gừng cùng với các gia vị nêm nếm bình thường để ướp cùng với sụn. Đối với sụn gà thì khi mua về, mình sẽ bóp cùng với muối hạt và rượu gừng để làm sạch và khử hôi. Nếu như không có rượu gừng thì các bạn dùng rượu trắng này, rồi mình giã thêm một ít gừng tươi, mình bóp cùng với muối hạt nhé. Cái sụn này là sụn ức gà các bạn ạ, mà mình mua ở siêu thị thì hơn 250g một chút vậy và có giá là khoảng 32.000 đồng. Đây là cái sụn ức gà, ngoài cái sụn ức gà này thì nó còn có là cái sụn phần sụn gối gà nữa. Tuy nhiên thì thường ở siêu thị thì người ta sẽ bán là cái phần sụn ức gà này. Cái phần sụn gối gà thì thường là nếu mà mình mua ấy, mình cần mua thì mình sẽ phải dặn những cái người mà hay chuyên bán thịt gà đấy ạ. Và sụn gà sau khi bóp muối và rượu xong thì mình sẽ rửa lại sạch sẽ và để ráo nước. Và sau khi đã ráo nước rồi thì mình sẽ ướp cùng với một chút gia vị. Như ở đây là mình ướp cùng với một thìa cà phê bột nêm, nửa thìa cà phê bột ngọt, chút tiêu xay, một thìa cà phê nước mắm. Cái phần hành khô và gừng thì mình đập dập băm thô cho vào ướp cùng với sụn gà cho thơm nhé. Và mình sẽ tách lòng đỏ và lòng trắng một quả trứng gà. Mình chỉ lấy cái lòng đỏ thôi để tạo cái độ ngậy và tạo màu cho sụn gà khi chiên nó được thơm và đẹp mắt hơn. Và mình sẽ bóp trộn đều để cho sụn gà thấm gia vị trong khoảng 15 đến 20 phút. Và sau khi ướp sụn gà rồi thì mình sẽ đem đi chiên giòn. Và trước khi chiên ý, thì mình sẽ lắc phủ với bột chiên giòn đã. Đây là loại bột chiên giòn loại không mặn. Nếu như mà các bạn dùng cái loại có gia vị rồi ý, có ướp gia vị rồi thì các bạn khi mà mình ướp sụn gà thì các bạn giảm cái liều lượng xuống nhé, không là sụn gà nó sẽ bị mặn đấy ạ. Mình sẽ phủ và lắc bột chiên giòn sao cho lớp bột nó phủ áo một cái lớp mỏng nhẹ bên ngoài cái miếng sụn gà. Và mình sẽ đun dầu. Khi dầu bắt đầu hơi nóng thôi thì mình sẽ cho sụn gà vào chiên luôn. Và mình sẽ chiên ở mức lửa nhỏ vừa để sụn gà nó chín mềm từ từ bên trong. Và trong khi đó thì cái lớp bên ngoài nó sẽ giòn dần. Phần dầu chiên này thì các bạn ướp chừng sao cho ngập hoặc là gần ngập sụn gà nhé. Chiên như thế này thì sụn gà nó sẽ giòn mà nó không bị ngấm dầu. Và khi sụn gà chín thì nó sẽ nổi dần lên bên trên. Lúc này thì mình mới đảo các cái mặt bên kia. Đối với các cái món chiên mà có phủ bột ấy, thì khi mà các bạn chiên rán, nhất là lúc mà mới cho vào chảo dầu thì các bạn đừng vội lật trở nhá. Thì cái lớp bột nó sẽ không bám chắc vào cái phần nguyên liệu mà nó sẽ bị long chóc và rời ra đấy ạ. Các bạn có thể chiên sụn gà này thành 2 lần cho giòn. Hoặc nếu mà ăn luôn thì mình chỉ cần chiên một lần thôi cho nó vàng giòn như thế này thì mình sẽ vớt ra cho ráo dầu. Và sau khi sụn gà đã ráo bớt dầu rồi thì mình sẽ cho vào một cái hộp có nắp này và mình sẽ phủ lớp bột phô mai nhá. Mình chỉ cần phủ một lớp mỏng thôi ạ, cho vừa vị bởi vì cái bột phô mai này nó cũng hơi mặn mặn rồi. Sau đó thì mình đậy nắp hộp, lắc và xóc đều cho bột phô mai nó phủ đều lên khắp miếng sụn gà. Và lúc này thì món ăn đã xong rồi, mình cho ra đĩa thôi. Thì cái sụn gà lắc phô mai này nó rất thơm, vàng ruộm và giòn. Cái lớp bột phô mai bên ngoài mặn mặn ăn rất vừa vị. Khi ăn thì các bạn có thể chấm thêm cùng với tương ớt, tương cà cho ngon miệng nhá. Như vậy là mình đã làm xong cái món sụn gà chiên giòn lắc phô mai rồi. Một món ăn vặt rất thú vị. Hy vọng là các bạn sẽ thích món ăn này cũng như là cách làm mà mình đã chia sẻ trong video. Và nếu như thích video này thì các bạn hãy nhấn like và nhấn nút đăng ký nữa để ủng hộ cho kênh Cúc Béo nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.